Không thể nói các cơ quan quản lý nhà nước không có dữ liệu về tính pháp lý của bất động sản, vì chính họ là nơi ban hành ra. Nhưng không hiểu sao, việc thành lập và đưa ra công khai minh bạch kho dữ liệu về bất động sản là điều bị đánh trống bỏ rùi, không triển khai rất nhiều năm. Các thông tin như bản đồ quy hoạch 1/2000, 1/500, kế hoạch phát triển đường xá hạ tầng và tính pháp lý của từng ô đất đều liên quan đến giá đất ở đó sẽ như thế nào. Lâu nay những thông tin như vậy người dân rất khó tra cứu. Giới chức quản lý từng giải thích việc thành lập kho dữ liệu bất động sản trên nền tảng số rất khó, cần rất nhiều thời gian, công sức, tiền của. Nhưng với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, họ cho thấy không khó tìm ra cách tập hợp những thông tin đó trong phạm vi các dự án mà họ quan tâm. Và chúng tôi đang rất là nỗ lực đi cộng tác, đi làm việc, hợp tác với rất là nhiều cơ quan để chuyển đổi số. Trong đó có vấn đề đầu tiên mà tôi muốn thực thi đó là gì? Chuyển đổi số trong việc là tra cứu quy hoạch, giúp cho mọi người dễ dàng tra cứu quy hoạch. Trước đây chúng ta mất rất nhiều thời gian đi tới từng cái cơ quan địa chính để check thông tin quy hoạch của mảnh đất mà chúng ta cần đầu tư, các dự án chúng ta cần đầu tư. Bây giờ chúng ta chỉ cần mất khoảng 10 giây cho tới 1 phút là chúng ta có thể ngay lập tức biết được thông tin quy hoạch và không chúng ta sẽ giảm được cái rủi ro, có được nhiều thông tin mà từ đó chúng ta đầu tư được chính xác hơn. Không chỉ MAYEP, hầu như tất cả các sàn giao dịch bất động sản lớn đều hướng tới yếu tố xây dựng ngân hàng dữ liệu riêng cho mình. Cái chính là chất lượng và độ xác thực của thông tin đó thì cơ quan nào sẽ kiểm chứng. Địa ốc Alibaba từng giao bán hàng loạt dự án ma, bẫy cứ giăng ra và khách hàng cứ thế vào trong. Nếu có công cụ kiểm chứng công khai minh bạch, những dạng thức lừa đảo như thế sẽ bị phát giác rất nhanh. Nhưng để có một ngân hàng dữ liệu bất động sản đúng nghĩa trên bình diện quốc gia, để mọi công dân Việt Nam đều được khai thác sử dụng với mục đích bảo vệ quyền lợi của mình mới là điều cần hướng tới. Trong chỉ đạo mới nhất về việc này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ rõ điểm yếu đó. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản chưa hoàn chỉnh, thiếu thông tin. Việc công khai minh bạch các nội dung liên quan đến thị trường bất động sản chưa được giám sát và thực hiện thường xuyên liên tục và đầy đủ dẫn đến tình trạng lợi dụng tung tin đồn thổi, nhiễu loạn thị trường. Đây chính là điều rút ra khi thị trường bất động sản đứt gãy. Nhằm chấm dứt tình trạng này, Bộ Xây dựng cho biết sẽ công khai minh bạch thông tin, danh mục cũng như tiến độ các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, dự án bất động sản lớn, các hoạt động sáp nhập, thành lập, nâng cấp đô thị, đơn vị hành chính tại địa phương. Thế là đang trong quá trình xây dựng hệ thống ngân hàng dữ liệu về thông tin thị trường bất động sản đấy, hoặc là cái hệ thống về thông tin về thị trường bất động sản. Thế hiện nay thì mình mới gọi là bắt đầu, có nghĩa là trong kho là chưa có, mà nếu chưa có thì chưa thể nói câu chuyện tức là cấp thông tin là một cách công khai hay là không công khai cả, đúng không ạ? Thế thì với những cái như thế đó thì hiện nay thì cái nghị định 117 của chính phủ đó là giao trách nhiệm cho Bộ Xây dựng và sớm là phải xây dựng được và hình thành được cái hệ thống thông tin đấy, như mong muốn, một đầu mối, một cơ quan chịu trách nhiệm, và sau này thì cái nguồn thông tin cấp đó cũng mang cái tính chất chính thống của nhà nước, và nó tránh được cái tình trạng hiện nay là rất nhiều các kênh thông tin khác nhau, rất nhiều nguồn sở hữu kênh thông tin khác nhau, cho nên là nhiều khi là thông tin ở trên thị trường không thống nhất, và chính những cái là ngay cả các nhà hoạch định cũng rất là lung tung, các nhà đầu tư thì cũng rất là phân vân, và đặc biệt là người mua thì lại càng như là lo lắng hơn. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Việt Nam sẽ tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản và thống kê thị trường trên nền tảng số. Cơ sở dữ liệu cấp quốc gia và cấp địa phương sẽ bao gồm giấy phép dự án, thông tin dự án, thực trạng giao dịch, giá cả và hàng tồn kho, dữ liệu thuế, chứng chỉ môi giới bất động sản, dư nợ, đầu tư trực tiếp nước ngoài và số liệu phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản. Dự kiến cơ sở dữ liệu có thể được truy cập tại địa chỉ bất động sản.xây dựng.gov.vn. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ do Bộ Xây dựng và các sở xây dựng địa phương quản lý.